chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình truyền hình quân khu 7. Chương trình kỳ này sẽ có những nội dung chính sau đây. Trung tướng Phạm Văn Dĩ, Chính ủy quân khu tiếp đoàn Bulgaria. Giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam Campuchia. Khánh thành đài tưởng niệm quân khu 8. Bộ Tư lệnh quân khu 7 thăm và kiểm tra các đội chuyên trách. Hội chợ thương mại Việt Nam Campuchia. Các cơ quan đơn vị phát động thi đua cao điểm 3 nhất. Phần cuối chương trình là phóng sự, trận đánh của những người con đất thép. Và bây giờ, kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi nội dung chương trình. Tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức Hội chợ Thương mại Việt Nam Campuchia năm 2016. Đây là một hoạt động nằm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2016 của Chính phủ Việt Nam, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm, dịch vụ vào thị trường Campuchia và các nước ASEAN. Đến dự Hội chợ Thương mại Việt Nam Campuchia năm 2016, có đồng chí Thạch Dư, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7. Về phía Campuchia, có ngài Chung Dara, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại và đại tướng Mun Somphom, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia. Các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ giúp đất nước Campuchia phát triển về kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp quân đội nói riêng, còn là những nhà đầu tư có trách nhiệm làm tốt công tác an sinh xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện đời sống nhân dân địa phương, được chính phủ và nhân dân Campuchia ghi nhận và đánh giá cao. Đây là một cơ hội tốt để doanh nghiệp hai nước cùng mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu. Với thuận lợi là hai quốc gia láng giềng, gắn bó, cùng có chung đường biên giới và nhiều sự tương đồng về văn hóa, xã hội, các thế hệ hiện nay và mai sau của Việt Nam và Campuchia cần tiếp tục nối tiếp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bình đẳng, thực chất và hiệu quả, nhằm đạt được mục đích xây dựng hai đất nước phát triển bền vững, phồn vinh với vị thế xứng đáng trong cộng đồng ASEAN, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Tham gia hội chợ, quân khu 7 có hai đơn vị tham gia là Tổng công ty Đông Hải và Tổng công ty Tây Nam, với các sản phẩm như hàng may mặc, thực phẩm đóng hộp, nước uống đóng chai, đá granite cùng các sản phẩm kinh doanh nhiều lĩnh vực thương mại khác. Đồng thời, đoàn văn công quân khu 7 cũng đã xây dựng nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc tham gia tại hội chợ. Đối với hội chợ năm 2016 thì ngoài các cái sản phẩm quân trang phục vụ quân đội nhân dân Việt Nam, chúng tôi còn mang các cái sản phẩm phục vụ thị trường, trong đó là cái sản phẩm chăn ga gối đệm, là cái sản phẩm mũi nhọn của công ty. Đối với hội chợ Campuchia thì đây là một thị trường tiềm năng, đối với công ty đánh giá thì trường tiềm năng trong cái quá trình mà chúng tôi tham gia hội chợ. Ngoài giới thiệu các sản phẩm ra thì qua cái hội chợ chúng tôi có thể đánh giá được mức tiêu thụ của cái thị trường Campuchia. Với chủ đề hữu nghị, hợp tác và phát triển, Hội chợ Thương mại Việt Nam Campuchia nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp quân đội thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm, dịch vụ vào thị trường Campuchia và các nước ASEAN. Hội chợ cũng là cơ hội để tăng cường và củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam Campuchia. Trung tướng Phạm Văn Dĩ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, tiếp đoàn Bộ Quốc phòng Bulgaria do Chuẩn tướng Iavor Antonov Matia, Tư lệnh Lữ đoàn đặc nhiệm số 68 làm trưởng đoàn, tới thăm và chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Tại buổi tiếp, Trung tướng Phạm Văn Dĩ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 thông báo với đoàn tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu 7, bày tỏ tình cảm biết ơn sâu sắc, ghi nhớ sự giúp đỡ hiệu quả của Chính phủ Nhân dân Bulgaria đối với đất nước Việt Nam trong cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đồng chí mong muốn mối quan hệ tốt đẹp hữu nghị truyền thống đó ngày càng được bồi đắp và phát triển. Chuẩn tướng Ievor Antonov Matia chân thành cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, cởi mở và tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn tham quan nghỉ dưỡng trên địa bàn của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau giữa hai nước Việt Nam Bulgaria. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tá Đinh Quốc Hùng, trưởng ban thanh niên quân đội làm trưởng đoàn,
đã có buổi giao lưu với đoàn sĩ quan trẻ quân đội Hoàng gia Campuchia đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Đồng chí Thượng tá Đinh Quốc Hùng, trưởng Ban Thanh niên quân đội, giới thiệu khái quát về hoạt động của Ban Thanh niên quân đội, vai trò, trách nhiệm và những thành tích của sĩ quan trẻ Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thượng tá Đinh Quốc Hùng đề nghị tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị, các hoạt động giao lưu, hợp tác, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giữa hai quân đội và nhân dân hai nước. Đại tá Hồng Rung Chết, trưởng đoàn sĩ quan trẻ quân đội Hoàng gia Campuchia, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và không bao giờ quên sự giúp đỡ của quân đội và nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong chương trình, đoàn sĩ quan trẻ quân đội Hoàng gia Campuchia giao lưu với cán bộ chiến sĩ sư đoàn 5 và tham quan một số danh lam thắng cảnh trên địa bàn quân khu 7. Tại ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Hóa, Ban liên lạc Trung đoàn 207, Quân khu 8 và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức lễ khánh thành đài tưởng niệm gồm 200 cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 1, Trung đoàn 207 đã hy sinh tại đây vào ngày 3 tháng 10 năm 1973. Ngày 3 tháng 10 năm 1973, tại ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đã diễn ra trận đánh giữa Trung đoàn 207 và lực lượng Mỹ. Lúc đó chủ yếu là sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội vừa nhập ngũ. Trung đoàn hành quân từ Mỏ Chẹt sau khi bí mật vượt sông Dàm Cỏ Tây đến ấp Đá Biên, huyện Mộc Hóa, nay là thuộc huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Thì trời sáng nên phải ém quân vào một rừng tràm giữa đồng nước mênh mông, bị máy bay địch phát hiện, ném bom, trực thăng xe lội nước tấn công. Các chiến sĩ của ta đã bám sát trận địa, anh dũng chiến đấu. Nhưng vì địa hình trong mùa nước nổi rất khó di chuyển, lại bị tập kích bất ngờ nên gần 200 chiến sĩ của ta đã hy sinh. Công trình đài tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 207 gồm các hạng mục đài tưởng niệm bờ kè, cây xanh, điện mặt trời với tổng giá trị xây dựng gần 2 tỷ đồng. Đây là công trình văn hóa thể hiện tình cảm lòng tri ân của các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội, cán bộ, sinh viên trường Đại học Xây dựng, đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cựu chiến binh trong Ban liên lạc Trung đoàn 207, các thế hệ cán bộ sinh viên của trường Đại học Xây dựng Hà Nội, góp phần tri ân, tưởng nhớ và giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Tại tỉnh Tiền Giang, Ban liên lạc truyền thống quân khu 8 tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, 20 tháng 10 năm 1946, 20 tháng 10 năm 2016, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo quân khu 7, quân khu 9, quân đoàn 4, lãnh đạo địa phương các tỉnh trực thuộc quân khu 8 cũ, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, các gia đình thân nhân cơ quan chính trị quân khu 8 qua các thời kỳ về dự. Cơ quan chính trị quân khu 8 được thành lập vào ngày 20 tháng 10 năm 1946 tại một vùng hoang vu ở Đồng Tháp 10, nay thuộc xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu 8 và sự đùm bọc che chở của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân, cơ quan chính trị quân khu 8 đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, ác liệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần xứng đáng vào chiến thắng chung của quân dân cả nước giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Tại buổi họp, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị, tạo điều kiện để các cựu chiến binh có dịp gặp gỡ, thăm hỏi, động viên nhau, tiếp tục phấn đấu để giữ gìn sức khỏe, sống lâu giáo dục con cháu nên người, truyền thụ kinh nghiệm truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Trung tướng Phạm Văn Dĩ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác nắm và quản lý tình hình chính trị nội bộ tại công ty Tây Nam và lữ đoàn 77, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và trường quân sự quân khu 7. Tại các đơn vị, đồng chí chính ủy quân khu và đoàn công tác đã nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo tình hình chính trị nội bộ của đơn vị. Sau đó, đoàn tiến hành kiểm tra các kế hoạch văn bản trên các nội dung lĩnh vực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, mức độ thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, hoàn cảnh gia đình, lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của gia đình, bản thân, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Đồng chí chính ủy quân khu yêu cầu chỉ huy các đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho mọi cán bộ chiến sĩ công nhân viên chức quốc phòng nâng cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm bảo vệ nội bộ, nhận rõ âm mưu thủ đoạn phá hoại của kẻ địch, xây dựng đội ngũ cấp ủy viên cán bộ chủ trì thực sự có tâm huyết, có trách nhiệm cao trong xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đảng bộ chi bộ trong sạch vững mạnh. Đoàn công tác quân khu 7 do Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy quân khu 7 làm trưởng đoàn, đến thăm và kiểm tra các đội chuyên trách quân khu 7 trước khi lên đường sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 1 giai đoạn 16-2016-2017. Trong giai đoạn 15,
năm 2015-2016, các đội chuyên trách quân khu 7 gồm đội K70, K71, K72 và K73 đã tìm kiếm, quy tập được 460 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở chiến trường Campuchia qua các thời kỳ, trong đó có hai bộ có tên. Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, các đội chuyên trách còn thực hiện tốt công tác dân vận, khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 3.350 người dân Campuchia và tặng quà cho các nhà chùa, các đơn vị bạn với số tiền gần 2 tỷ đồng. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7 yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ, các đội khi thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn phải nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật và mệnh lệnh cấp trên, làm tốt công tác dân vận, trong đó chú trọng bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ hiểu về văn hóa, phong tục và ngôn ngữ của nước bạn, qua đó tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc. Tổ đại biểu số 2 Quốc hội khóa 14 thành phố Hồ Chí Minh gồm Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Cần Giờ, Nhà Bè và quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Tô Thị Bích Châu thông báo với cử tri xã Thành An kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 10 năm 2016 và dự kiến bế mạc vào ngày 22 tháng 11 năm 2016. Dự kiến nội dung kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 sẽ xem xét thông qua 4 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 14 dự án luật, các vấn đề kinh tế xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Cử tri các quận huyện ý kiến xung quanh các vấn đề chính như nạn tham nhũng, lãng phí, khiếu kiện về đất đai quy hoạch treo, an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, tình hình an ninh xã hội, giải quyết chế độ chính sách cho người có công. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7 cảm ơn bà con cử tri đã đến dự và mang đến buổi tiếp xúc những thông tin bổ ích. Những bức xúc của bà con đã được các cấp chính quyền trực tiếp giải trình. Những vấn đề còn vướng mắc, tổ đại biểu Quốc hội khóa 14 tư vị số 2 tiếp nhận và sẽ được tiếp tục phối hợp giải quyết ở cấp cao hơn trong thời gian gần nhất. Kính thưa các đồng chí và các bạn, Trường Trung cấp Quân y 2 được thành lập vào ngày 30 tháng 8 năm 1977 theo quyết định số 51 của chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trải qua 39 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo được gần 38.000 cán bộ y tế, bổ sung nhân lực cho ngành y tế các địa phương trong cả nước. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, lương y phải như tự mẫu, và trước yêu cầu nhiệm vụ tính chất nghề nghiệp cùng với việc dạy nghề, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường trong những năm qua hết sức coi trọng việc dạy người, dạy y đức cho giáo viên, học viên. Từng bước đổi mới phương pháp dạy học tích cực theo hướng mở, kích thích khả năng tư duy sáng tạo và kiến thức toàn diện cho học viên. Thực hiện công bằng, công tâm trong giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho người học. Thực hiện đúng phương châm tất cả vì học viên thân yêu. Tổng kết năm học 2015-2016, nhà trường tổ chức thi và lễ tốt nghiệp cho 2.111 học viên. Kết quả đạt yêu cầu chung 94,8%, trong đó 61,8% khá giỏi. Riêng học viên hệ quân sự 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi 82%. Để hoàn thành được chương trình đào tạo thì cho 3.217 học viên, trong đó có 657 học viên là hệ quân sự. Thì như vậy cái việc mà lãnh đạo với công tác điều hành huấn luyện hết sức là thường xuyên thông suốt, và cái công tác kiểm tra đào tạo hết sức là chú trọng. Nhà trường thì rất chú trọng cái việc rèn luyện ý đức trong cái công tác đào tạo. Thì cái việc mà rèn luyện ý đức này ấy, thì không phải đó là nhiệm vụ của bất cứ một người riêng ai, mà xác định đây là nhiệm vụ của cả nhà trường. Hiện nay nhà trường đang thực hiện 3 khâu đột phá theo nghị quyết đại hội đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015-2020, đó là nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy môi trường sư phạm rèn luyện y đức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Bên cạnh đó, nhà trường luôn chú trọng đổi mới phương pháp thi kiểm tra từ thi thực hành nghề nghiệp tại bệnh viện sang thực hành chạy trạm tại trường với các chuyên ngành điều dưỡng, 5 kỹ thuật cấp cứu, thao tác thăm khám, hoặc thi lý thuyết từ hình thức tiểu luận sang hình thức thi trắc nghiệm kết hợp với tiểu luận. Qua đó đánh giá một cách toàn diện về trình độ năng lực của học viên, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo. Là một học viên đã là năm 2 của trường thì cháu cảm thấy như là trong 2 năm qua thì nhà trường luôn cải cách công cuộc, luôn làm những cái việc đổi mới trong việc thư cử. Ví dụ như là thi thì nhà trường đã từ thi trắc nghiệm
ở trên giấy mà nhà trường đã đổi sang kiểu là thi trắc nghiệm ở trên máy tính. Cái này giúp bọn cháu như là kiểu nắm bắt được còn nhiều kiến thức hơn, bọn cháu phải bắt buộc phải học kỹ hơn và mai này thì có nhiều kinh nghiệm hơn. Ngoài ra nhà trường luôn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Hầu hết phòng học lý thuyết có lắp đặt camera giám sát, 35 phòng thực hành chuyên ngành đầy đủ trang thiết bị hiện đại như tranh, ảnh, mô hình, máy chiếu đa năng, máy chiếu slide, máy Brioscope, kính hiển vi, hệ thống camera, 2 phòng lab mỗi phòng 40 máy tính, 2 phòng internet 90 máy và các loại tài liệu vật chất phục vụ cho cán bộ giáo viên, học viên học tập nghiên cứu. Nhà trường đã chỉ đạo hoàn thiện và đổi mới cái chương trình, quy trình và nội dung đào tạo để cho phù hợp với từng đối tượng, xây dựng cái chuẩn đầu ra cho nó cụ thể. Sắp tới thì nhà trường sẽ triển khai lấy ý kiến khảo sát từ người sử dụng lao động để mà nắm chắc được cái chất lượng đào tạo của nhà trường khi các em học viên ra trường. Trong thời gian tới mà nhà trường tập trung nhất đó là nâng cao cái năng lực về giáo dục thực hành lâm sàng, cũng mời các bác sĩ ở trong các bệnh viện tham gia công tác giảng dạy lâm sàng cho học viên, từ đó thì là nâng cao cái chất lượng về đào tạo trong cái vấn đề mà thực hành lâm sàng để các em khi ra trường nó có cái thực tế lâm sàng và có thể tham gia công tác được ngay tốt hơn. Phát huy sức mạnh nội lực, tinh thần đoàn kết, tất cả vì học sinh thân yêu, trường Trung cấp Quân y 2 phấn đấu ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội, xứng đáng là nơi đào tạo cán bộ y tế có uy tín cho quân đội và các địa phương phía Nam của Tổ quốc. Tại trường quân sự quân khu 7, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 2, khóa 86 năm 2016. Sau gần một tháng nghiên cứu học tập với tinh thần nỗ lực cố gắng của các đồng chí giáo viên, học viên, đơn vị quản lý, thì khóa học đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Trong quá trình học, các giáo viên đã tích cực chuẩn bị bài giảng, nội dung nghiên cứu, thảo luận, phát huy hết tinh thần trách nhiệm, truyền đạt đúng đủ nội dung, tổ chức huấn luyện bắn súng ngắn K54 bảo đảm an toàn. Cùng với đó, các đồng chí học viên đã khắc phục được mọi khó khăn, tự giác tích cực trong học tập. Kết thúc khóa học có 74 học viên đạt kết quả giỏi, chiếm 69%, và 32 học viên đạt khá. Tại buổi bế giảng, ban giám hiệu trường quân sự quân khu 7 đã trao giấy chứng nhận kết thúc khóa học cho các học viên và trao giấy khen cho 16 học viên đạt thành tích xuất sắc trong khóa học. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Chính trị quân khu 7 phát động sáng tác mỹ thuật với đề tài Lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng giai đoạn 2016-2020 khu vực phía Nam. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Năng, giám đốc Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam và Thiếu tướng Trần Hữu Tài, phó chủ nhiệm chính trị quân khu 7 tới dự. Cuộc phát động lần này hướng tới các tác phẩm về hội họa, đồ họa, điêu khắc mang nội dung phản ánh truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam, ca ngợi tinh thần yêu nước sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, phản ánh các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, xây dựng quân đội, hình tượng bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những tác phẩm có chất lượng cao, nội dung sâu sắc sẽ tham gia triển lãm mỹ thuật toàn quốc về đề tài Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, tổ chức vào cuối năm 2019, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu xét giải thưởng 5 năm Bộ Quốc phòng 2016-2020. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hội thảo bản thảo lần thứ nhất Lịch sử quân báo trinh sát Quân khu 7 giai đoạn năm 1945-2015. Thiếu tướng Võ Văn Cổ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 chủ trì hội thảo. Thay mặt ban biên soạn, Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sơn Đài, Nguyên trưởng Phòng Khoa học Quân sự Quân khu 7, chủ biên bản thảo cho biết, sau một thời gian sưu tầm tổ chức biên soạn, thì cuốn bản thảo lần thứ nhất đã hoàn thành với 283 trang, gồm 8 chương chính văn đã cơ bản khái quát toàn bộ hoạt động của lực lượng quân báo trinh sát Quân khu 7 trong cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ và trong giai đoạn hiện nay. Kết luận hội thảo, Thiếu tướng Võ Văn Cổ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 đề cao vai trò trách nhiệm của ban biên soạn cũng như từng cá nhân tham gia, đồng thời đề nghị ban biên soạn tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện đầy đủ hơn, chính xác hơn, bảo đảm bản thảo lịch sử quân báo trinh sát Quân khu 7 giai đoạn 1945-2015 khi phát hành đáp ứng được yêu cầu của người đọc.
Tuần qua, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2016 với chủ đề Đoàn kết, lập công, quyết thắng. Nội dung chỉ tiêu đợt phát động thi đua cao điểm tập trung thực hiện 3 nhất, đó là ý chí, trách nhiệm cao nhất, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị năm 2016, dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất. Để thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua trên, các cơ quan, đơn vị căn cứ sát vào tình hình, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình, lựa chọn nội dung, chỉ tiêu cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tổ chức cho từng tập thể cá nhân đăng ký quyết tâm thi đua, trong đó chú trọng chọn và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm phát huy và tạo thành phong trào rộng khắp trong từng cụm thi đua, cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 và những năm tiếp theo. Thời gian đợt thi đua cao điểm từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 19 tháng 12 năm 2016. Kính thưa các đồng chí và các bạn, đã mấy năm nay, mấy chục hộ dân Việt Kiều di chuyển từ biển Hồ, Campuchia về lòng hồ Dầu Tiếng sinh sống, bước đầu cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang huyện Dầu Tiếng nên cuộc sống đã bắt đầu khởi sắc. Đây là xóm chài nhỏ ở lòng hồ Dầu Tiếng thuộc xã Minh Hòa, là nơi sinh sống của mấy chục nóc nhà bập bềnh sông nước. Từ Campuchia trở về, không một tấc đất cắm dùi, cũng chẳng có tờ giấy lận lưng. Cuộc sống của họ quanh năm chỉ dựa vào con cá. Ông Đỏ từ Campuchia trở về cũng từng sống lênh đênh trên lòng hồ. Nhưng giờ cuộc sống gia đình ông đã ổn định và là điểm sáng về kinh tế ở khu này. Ai cần giúp gì, ông sẵn lòng giúp. Vừa buôn bán, vừa nuôi cá, lại mở thêm xưởng sửa chữa cơ khí. Ông Đỏ là chỗ dựa của biết bao hộ dân và là cầu nối giữa họ với chính quyền, bộ đội địa phương trong công tác thăm hỏi, giúp đỡ, bảo vệ an ninh trật tự. Mua bán thì cũng bán thiếu chịu được cho cô bác đây, nhà đây. Thiếu thốn một chút đỉnh thì tôi cũng có giúp gạo, nước mắm, nước muối rồi mấy chục phần, 4-50, 5-60 phần này. Thấu hiểu nỗi khổ của bà con xóm chài, Ban Chỉ huy quân sự huyện Dầu Tiếng thường xuyên cử các đội công tác đến nắm tình hình, phát quà, khám bệnh, phát thuốc và quan trọng nhất là nắm tình hình, tâm tư, tình cảm và điều kiện kinh tế để tham mưu cho chính quyền các cấp giúp họ ổn định cuộc sống. Thời tiết mùa mưa bão, mưa lụt, nước lên rồi gió bão, đồng bào rất khó khăn. Chúng tôi nắm được tình hình thì cũng khắc phục khó khăn. Ngoài nhiệm vụ của đơn vị giao, tôi sẵn sàng vào giúp đỡ đồng bào, khám bệnh và phát thuốc cho đồng bào để đồng bào an cư sinh sống. Nhận được sự giúp đỡ của địa phương, các em nhỏ xóm Bè được cấp sách đến trường học chữ. Và ai ở xóm Bè này cũng hiểu, chỉ có con đường học vấn mới đưa họ sớm lên bờ và có tương lai tốt đẹp hơn nơi quê hương tổ quốc mình. Năm nay tôi được nhận lớp 4 thì tôi đã theo dõi được em. Thì hoàn cảnh em rất là khó khăn, các em phải đi học đường thì xa, đường thì khó khăn, các em phải đi ghe đi xuồng. Nhiều khi mà trời mưa to, gió lớn thì các em cha mẹ vẫn phải đưa các em đến trường. Thì trong học tập thì em đã hăng hái phát biểu ý kiến, luôn luôn gương mẫu trong lớp để cho các bạn nói theo. Với sự chung tay của các cấp, các ngành địa phương và lực lượng vũ trang huyện Dầu Tiếng, và quan trọng hơn cả là tinh thần vượt khó vươn lên của người dân xóm Bè. Cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp hơn, chắc chắn là vậy. Sư đoàn 37 quân khu 7 vừa tổ chức diễn tập bắn đạn thật cấp tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không. Đây là cuộc sát hạch đánh giá kết quả sau gần một tháng tập trung huấn luyện của những quân nhân dự bị huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Phát huy truyền thống quê hương đất thép anh hùng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị bước vào trận đánh với tinh thần háo hức và quyết tâm cao. Cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đánh giá đúng khả năng động viên, chất lượng xây dựng lực lượng quân nhân dự bị, trình độ hiệp đồng tác chiến của các phân đội dự bị động viên thuộc sư đoàn 37. Tại trường bắn quốc gia khu vực 3, từ sớm tinh mơ, đội hình tiểu đoàn bộ binh 5, trung đoàn 775, sư đoàn 37, quân khu 7 đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, bí mật cơ động ra vị trí tập kết, sẵn sàng chờ lệnh khai hỏa cho trận đánh quan trọng, tiến công địch đổ bộ đường không ở khu vực điểm cao 102. Tình huống giả định
lúc 0 giờ ngày N để tiếp tục dùng không quân pháo binh đánh phá ác liệt vào khu vực các điểm cao, đồng thời tổ chức đổ bộ đường không chiến thuật nhằm tiến công chia cắt thế trận phòng ngự của ta trên hướng M. Đúng giờ G, đơn vị bất ngờ dùng quả lực chế áp ngắn vào vị trí chỉ huy đại đội địch, trung đội địch và các trận địa quả lực của địch. Với sự phối hợp nhịp nhàng, các trận địa quả lực của đơn vị như cối 80, cối 60, DKZ xuất sắc tiêu diệt các mục tiêu ngay từ quả đạn đầu tiên, làm tê liệt trận địa quả lực của địch. Tiếp đến, liên tục các tiểu đội của đơn vị xung phong phát triển đánh chiếm mục tiêu, kiên quyết bám sát, thọc sâu, chia cắt địch. Với truyền thống của lực lượng vũ trang miền Đông, gian lao mà anh dũng, truyền thống hào hùng của vùng đất thép kiên cường, cán bộ chiến sĩ quân nhân dự bị tiểu đoàn 5 dũng cảm mưu trí, hừng hực khí thế tiến công địch, tiêu diệt từng bộ phận, tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch trong khu vực điểm cao 102. Cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp. Với cán bộ quân nhân dự bị tiểu đoàn 5 được tham gia trận đánh là niềm vinh dự, đồng thời qua đây giúp rèn luyện thêm bản lĩnh và nâng cao trình độ kỹ chiến thuật cần thiết của quân nhân dự bị, luôn sẵn sàng khi tổ quốc cần. Vừa hoàn thành xong bài diễn tập này thì tôi cảm thấy rất là cái niềm háo hức vẫn còn, vì trước đó là được nghe tin là được bắn đạn thật thì trong lòng là rất là háo hức và được muốn trải nghiệm thực sự trong một cuộc chiến tranh. Đây là một bài diễn tập cấp đại đội thì sẽ cần phải vận dụng tất cả các kỹ năng về vận chuyển, về di chuyển, về các kỹ năng về sử dụng súng và đặc biệt nhất là kỹ năng hiệp đồng chiến đấu giữa các bộ phận. Với sự chỉ đạo chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo và tổ chức hợp luyện thuần thục, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn, tích cực tham gia huấn luyện, thuộc luyện của quân nhân dự bị huyện Củ Chi, cuộc diễn tập đạt yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn về người, vũ khí, phương tiện. Cuộc diễn tập phản ánh đúng thực chất kết quả của công tác xây dựng huấn luyện lực lượng dự bị đồng viên của sư đoàn 37, cũng như sự quan tâm chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng lực lượng dự bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Qua thời gian tổ chức diễn tập, đối với sư đoàn bộ binh 37 là đơn vị không thường trực, được sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân khu, đặc biệt là ban chỉ đạo, cơ quan ban chỉ đạo đã chỉ đạo sư đoàn tổ chức cái diễn tập DV-16 đạt kết quả tốt. Tính đến ngày hôm nay thì sư đoàn đã trải qua nhiều giai đoạn tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai gấp, tổ chức tiếp nhận lực lượng dự bị động viên và cơ động ra khu vực trường bắn khúc ra khu vực 3, tổ chức huấn luyện, hợp luyện và thực hành diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật. Qua đợt diễn tập, chúng tôi nhận thấy sự kết hợp, phối hợp đồng bộ giữa sư đoàn và bộ tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là ban chỉ huy quân sự của huyện Củ Chi và sự chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan cấp trên. Đến giờ phút này là đơn vị tổ chức diễn tập đảm bảo đạt kết quả tốt, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Theo dõi chỉ đạo sâu sát suốt cả quá trình diễn tập, Thiếu tướng Võ Văn Cổ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, biểu dương cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị khắc phục mọi khó khăn, tổ chức diễn tập và phục vụ diễn tập đạt kết quả tốt. Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân khu cho rằng cuộc diễn tập đánh giá đúng khả năng đồng chiên, chất lượng xây dựng lực lượng quân nhân dự bị, trình độ hiệp đồng tác chiến của các phân đội dự bị đồng chiên thuộc sư đoàn 37 được nâng lên rõ rệt, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong các tình huống. Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình truyền hình Quân khu 7 kỳ này đến đây là hết. Mời quý vị xem lại chương trình tại địa chỉ website www.báoquânkhu7.vn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.